Tiểu Hoa 9X xuất ngoại dự tuần lễ thời trang, chưa một ai đẳng cấp bằng Địch Lệ Nhiệt Ba. 5 năm trước từng gây chấn động giới truyền thông với vẻ ngoài lộng lẫy như công chúa. Từng sải bước trên sàn diễn lớn. Kết hợp với Vương Tuấn Khải tạo nên khung hình chị em hào môn ấn tượng. Triệu Lộ Tư, Ngô Thư Hân chỉ bằng một góc đàn chị. Buồn nhất là Dương Tử Đại Mỹ Nữ, đến giờ mới diện hàng thiết kế cao cấp thì bao giờ mới dự Fashion Week. Sau Ngô Thư Hân và Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc là cái tên tiếp theo xuất phát đi dự Fashion Week. Trước đó, màn thể hiện của hai nàng Tiểu Hoa 95 đã khiến cư dân mạng được fan tranh cãi, người thì cho rằng cả hai đã làm rất tốt, người lại thấy không mấy nổi bật. Với Ngô Thư Hân, cô nhận về nhiều lời nhận xét, cho rằng nhan sắc cũng khá ấn tượng với làn da trắng bóc nhưng không sang và chẳng khác nào hot girl dozing đi dự sự kiện. Đặc biệt, khi nữ diễn viên chung khung hình với loạt sao quốc tế, Ngô Thư Hân thật sự bị lấn lướt, trở nên mờ nhạt ngay tại sau diễn. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, đặc biệt là đãi ngộ của các nhãn hàng cao cấp dành cho cô. Không chỉ diện đồ trong bộ sưu tập mới nhất, Triệu Lộ Tư còn được ngồi ngay hàng ghế VIP với loạt nhân vật đình đám. Dù vậy, nhiều người vẫn chê Triệu Lộ Tư phèn, không gánh được đồ hiệu. Trong các bức ảnh được chỉnh sửa kỹ càng, Triệu Lộ Tư trông khá xinh và hút mắt, nhưng video hiện trường cho thấy tỷ lệ cơ thể của nữ diễn viên không hoàn hảo, khả năng gánh đồ hiệu bằng không. Khoảnh khắc chụp cùng đại diện của brand đình đám, Triệu Lộ Tư tạo dáng như đi chơi phố, chụp ảnh top top chứ chẳng phải trong một sự kiện thời trang. Nhìn chung, cả Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân đều không hoàn toàn thuyết phục công chúng. Nhìn khả năng phô diễn tại Fashion Week của Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân, blogger lại hoài niệm đến đợt tham gia tuần lễ thời trang năm 2018 của Địch Lệ Nhiệt Ba. Phải nói là năm đó, vẻ đẹp của mỹ nữ Tân Cương chiếm trọn spotlight, không chỉ làm dân mạng xứ Trung phải ngớt lời khen ngợi và fan quốc tế cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Khoảnh khắc nữ diễn viên ở nơi hậu trường hay tham gia các buổi chụp hình đều được ghi lại, tất cả đều có một Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp xuất sắc. Cô còn được lựa chọn làm người mẫu trong show của brand đình đám, sải bước trước giới mẫu điệu quốc tế. Cũng tại lần tham gia Fashion Week này, Địch Lệ Nhiệt Ba có màn chung khung hình với Vương Tuấn Khải, tạo nên khoảnh khắc chị em hào môn mà đến giờ Cnet vẫn không thể quên. Xuất sắc là thế, nhưng chỉ vì một vài lùm xùm của hãng thời trang mà Nhiệt Ba hợp tác khiến cô mất hợp đồng quảng cáo ngon ăn này. Năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại tuần lễ thời trang với màn hợp tác cùng thương hiệu thời trang đình đám nước Pháp. Tuy bộ ảnh nhá hàng tung ra đã làm netizen được phe ngỡ ngàng vì đẹp. Sau khi xuất hiện tại Paris Fashion Week 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba đã bị lép vế hoàn toàn trước Jisoo. Dù nhan sắc vẫn rất hút mắt, nhưng công chúa của nhãn hàng là thành viên của Blackpink, còn nàng mỹ nữ Tân Cương chỉ là như gấm thêm hoa mà thôi. Nhìn vào Địch Lệ Nhiệt Ba tỏa sáng ở Fashion Week, nhiều người lại không khỏi thương cảm dùm Dương Tử. Rõ ràng cô luôn ở cửa trên so với Nhiệt Ba về thành tích, ấy vậy mà tới nay vẫn chưa tham gia tuần lễ thời trang. Một vài netizen cho rằng, đến trang phục định chế cao cấp Dương Tử mới được mặc lần đầu, còn là đồ cũ thì ngày cô tham gia Fashion Week vẫn còn xa lắm.